Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 8 tháng 10. Và ngày hôm nay là một cái ngày đặc biệt, ngày sinh nhật của anh em Ngọc Long Fan. Chính vì thế tôi làm clip này như một món quà đặc biệt để gửi tặng sinh nhật anh em Ngọc Long Fan. Nhân ngày sinh nhật của anh em Ngọc Long Fan, chúc anh em gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, gia đình hạnh phúc và có một con đường sự nghiệp trải đầy hoa hồng. Và nhân ngày sinh nhật của anh em Ngọc Long Fan thì anh em Ngọc Long Fan có mong muốn tôi làm cái bộ Ego Seed kết hợp với con gấu Assassin hoặc cái con gấu đá. Ui, khó. Nghe rồi, đọc xong cái comment đã thấy khó rồi. Phải có gấu, mua xong lại còn phải câu ra gấu thì mới chơi được. Đấy. Đây, ra con gấu sớm, ok nha anh em nhá. Đấy, chúng ta ra con gấu sớm thì cũng là bỏ vào câu gấu thôi. Nhưng mà đây nó chỉ là cái điều kiện đầu tiên, đấy là có gấu đù mà mua. Chứ con gấu đù này mà đẻ ra được thêm 4 con gấu thì nó là cả một cái quá trình đấy anh em à. Không dễ đâu. Tôi phải nói thật ý, sau khi đọc cái comment của anh em Ngọc Long Fan yêu cầu cái bộ nhân ngày sinh nhật của anh em, ôi, tôi phải nói là tôi vã hết cả mồ hôi hột luôn. Nó sao mà nó khó. Tôi còn phải comment ngay ở phía dưới là anh em hãy chọn cái bộ khác đi. Bởi vì cái bộ đấy là cả năm tôi chỉ làm được 1-2 lần thôi, chứ có chơi được gì nhiều đâu. Đấy, thế tôi có nói với anh em ở phía dưới nhưng mà mãi không thấy anh em trả lời. Không thấy anh em trả lời thì thôi, thì tôi lại phải cố gắng vậy. Đấy, phải cố gắng như là làm cái bộ này. Và tôi bây giờ tôi phải giao hẹn trước với các anh em khác nhá, là đây chắc là cái lần cuối cùng tôi chơi gấu theo yêu cầu. Đấy, còn các anh em có yêu cầu tôi chơi bộ này bộ kia thì anh em bỏ qua cái bộ gấu của tôi nhá. Bỏ ngay cái bộ gấu của tôi. Tôi không bao giờ tôi chơi gấu đâu nhá. Mất rất nhiều thời gian. Anh em thông cảm nhá. Thời gian bây giờ kiểu mình già rồi ấy, nên là thời gian nó có hạn lắm. Không như là hồi trẻ, thời gian rảnh nó nhiều, làm được nhiều thứ. Bây giờ thì cứ thời gian là cứ phải để còn phải đắn đo suy nghĩ xem là làm cái việc gì trước, làm việc gì sau. Đấy, thế mà tôi ngồi tôi làm cái bộ gấu này mất cả ngày thì tôi xong anh em ạ. Chả làm cái việc gì nữa anh em nhá. Thế nên là đấy, gấu tao van xin mày đấy, mày ra hộ tao một con đi. Hai con trước, hai con rồi nhẹ nhàng tình cảm nào, ra sau. Ui giời, vẫn chưa ra anh em ạ. Cay thật sự luôn. Khó lắm, không dễ đâu anh em ơi. Mà tôi cũng phải thú thật với anh em là đây nó không phải là cái trận đầu tiên là tôi làm clip đâu. Mà cái trận này nó là cái trận thứ 8, thứ 9 trong ngày hôm nay rồi. Thứ 8, thứ 9 đó, tôi đùa đấy, thứ 8, thứ 9 hơi nhiều. Chắc là cũng phải đến trận thứ 6 rồi. Thứ 6 rồi anh em ạ, đến trận thứ 6 rồi đấy, vẫn chưa ra. Vẫn chưa có một cái trận nào mà nó tử tế ra hồn để có thể lên clip được cho anh em. Nó là một cái bộ mà tôi không thể kiểm soát được. Một cái bộ mà phụ thuộc vào nhà phát hành. Nhà phát hành độ mới chơi được thôi. Đấy, chứ còn cái bộ này thì tôi đâu có kiểm soát được đâu. Đâu phải là cứ muốn chơi là chơi được, đúng không? Gấu ơi, mày ra đi. Đấy, anh em ơi, gấu đéo ra mà ra này. Tôi mà ra như này tôi chết sát thủ luôn đấy. Tôi nói thật với anh em, không có Ego Seed gì đâu. Tôi sẽ chơi, nếu mà tôi được chọn nhá, tôi sẽ chơi là sát thủ kẹp với cả cái gì? Kẹp với cả Saman. Đấy, anh em thấy không? Ra sát thủ, ra Saman nhá. Chơi luôn. Quá ngon. Hoặc là nếu mà bài như thế này này, có thể chơi 9 Assassin Fake. Đấy, đủ bộ cái bài này là ra những cái con ở trong cái bộ 9 Assassin Fake này. Đấy. Hay là chơi 9 Assassin Fake. Được không? Thôi. Hôm nay tôi yêu cầu của anh em Ngọc Long Fan thì tôi chắc chắn tôi sẽ chơi cái bộ Ego Seed rồi. Ui anh em nhìn cái quả nó swap, nó lé được skill của con Wing. Quá là đẹp luôn. Ui đây rồi anh em ơi, nhân vật chính rồi. Hay quá nhờ. Rồi. Được đấy, để xem là chút đồ nào. Nếu mà ra gấu đá thì chắc là lấy đồ bắn trưởng thôi. Gấu xin thì lấy đồ chém lan này, lấy đồ đánh tay, còn gấu đá thì tôi sẽ lấy đồ bắn trưởng. Con gấu đá này nó sẽ đóng vai trò giống như một cái con bom ở trong bộ Ego Seed anh em ạ. Trong cái bộ Ego Seed thì con gấu đá rất khỏe. Như là tôi có chia sẻ cho anh em từ những cái video trước ấy, là nếu mà ra gấu mết thì chúng ta chơi cái bộ 12 con. Ra gấu assassin thì có thể chơi beat hoặc chơi 9 assassin, chơi 6 assassin thì nó mạnh. Đấy, còn nếu mà ra Ego Seed ấy, ra gấu đá ấy, thì chúng ta chơi Ego Seed là mạnh nhất. Đấy, chứ còn chơi gấu assassin nó không mạnh lắm đâu. Cái bộ Ego Seed này là phải chơi gấu đá này này, nó mới mạnh.
Đồ assassin thì cũng đồng ý là nó đánh trưởng nó là đam vật lý. Nhưng mà nó lại không có khống chế anh em ạ. Đấy, nó không có khống chế. Mà cái con gấu đá này ở trong cái bộ Exit thì cái đá nó lăn nó được cộng thêm đam. Trong cái bộ trừ giáp thì nó được cộng rất nhiều đam. Ngoài ra thì nó cứ lăn liên tục thì nó sẽ khống chế đối thủ đến chết thì thôi. Khỏe. Ui anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui ôi, sau quá trình coi như là là 8 trận. 8 trận hay là 6 trận nhỉ? Tôi cũng không nhớ, nó quá nhiều anh em ạ. Đã quá nhiều rồi thì bây giờ cuối cùng thì nó đã ra con gấu tôi chơi. Đấy nhưng mà đây nó mới chỉ gọi là điều kiện cần thôi nha anh em nhá. Là ra được gấu, còn ra phải ra gấu 2 sao cơ. Đấy, ra gấu 2 sao thì nó mới là điều kiện đủ anh em nhá. Đây nó mới chỉ đáp ứng được điều kiện cần thôi. Đó. Cho tạm 3 assassin vào thôi anh em. Đấy còn không chơi assassin nhá anh em nhá. Chúng ta sẽ chơi Exit. Nhưng mà hiện tại rồi chúng ta đang có 3 con assassin có thể kết hợp vào được cái Selesai mạnh đầu game. Giữ máu tốt. Ok nhưng mà từ từ đã. Con nào lên 2 sao trước thì tôi sẽ chốt đồ. Tôi sẽ chưa có chốt đồ vội anh em ạ. Đợi chút. Có lên up 6 luôn round này không nhỉ? Thực ra nếu mà round này tôi bán lấy con Stone Spirit đi là tôi cũng đủ tiền. Cũng được thêm một tiền mà up cấp thì cũng có thể thắng được thêm một tiền nhưng có thể thua. Mà chúng ta nếu mà chúng ta giữ ở level 5 round này thì chúng ta chắc chắn có một tiền. Thôi được. Chơi chắc chắn, chắc kèo an toàn anh em ạ. Được thêm một tiền đã. Tôi còn có hai cái con 2 sao đang ở ngoài cơ. Đấy, nhưng mà up là phải up đến 7 thì nó mới gọi là hợp lý. Nhưng mà làm gì có tiền up 7. Thôi cứ từ từ đã anh em. Để ra 12 up 7. Đấy, gặp thằng này chưa chắc thắng đâu. Gặp thằng này chưa chắc thắng đâu. Ba con 2 sao Selesai mạnh. Khỏe lắm anh em ạ. Không thắng được. Mà có áp cấp round này cũng không thắng được đấy. May đấy, may quả này không áp cấp đấy. Ui đều anh em ơi. Gấu đá ra sớm anh em ạ. Gấu đá à. Vậy là chúng ta chơi gấu đá. Có phải không nhỉ? Hai con gấu đá rồi, chắc là gấu đá ra trước gấu xin hay sao thôi chứ. Đúng không? Liệu có phải thế không? Hay là nó ra hai con xong rồi nó không ra lửa nhỉ? Có bao giờ thế không nhỉ? Ra hai con mà không ra lửa lại ghép đồ cho gấu đá nó lại hơi sai. Thôi cứ phải có con nào nó chắc chắn lên 2 sao đã anh em ạ. Chứ tôi cũng chưa có chắc chắn là cái con gấu đá này nó là con co đâu. Từ từ đã anh em nhé. Cứ con nào lên được 2 sao rồi chúng ta ghép đồ cho con đấy. Thế đó. Ui gặp thằng này cũng thua này anh em này. Không thắng được. Tầm này chưa thắng được, chưa thắng được. Khỏe quá. Nếu mà chúng ta chơi cái bộ assassin ý thì nó dễ thắng hơn rất nhiều. Khi mà ở level 7, ở tại level 6 thôi là chúng ta đã có 6 assassin rồi. 6 assassin lên level 7 là kẹp hai gấu. Đấy, à, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, anh em ơi, kích hoạt được 4 gấu ở đây. Rồi, chấp nhận thua anh em ạ, chấp nhận thua. Như này có ăn được quái không nhỉ? Tôi nghĩ là ăn được thôi. Bình thường ở level 5 là ăn được quái rồi. Đây còn level 6. Có 6 con ở trên bàn cờ chỉ nhẽ lại không ăn được. Trong đấy có đù, gấu đù nó đã tăng cơ. Đấy, con gấu đù đã lên được 2 sao rồi. Hai con gấu đá. Bọn này nó xếp theo đường thẳng thì con gấu đá nó kẻ một đường là thực ra là trúng cả 3 con. Thì là hai đường đều trúng cả 3 con thì nó mạnh lắm. Tôi nghĩ là ăn được thôi. Cứ đứng xếp theo hàng thẳng này thì con gấu đá nó chỉ cần kẻ một cái đường. Hai đường nó chạy ngang nhau thôi. Đấy, thế là tôi chết luôn rồi. Khỏe mà. Gấu đá khỏe lắm anh em ạ. Đầu game. Giờ cho tôi thêm con mèo ba con gấu đá thì có khi vớ vẩn đánh chuỗi thắng ấy. Rồi. Tôi thấy là đồ có vẻ là cho gấu đá là nhiều. Đồ này lấy cho gấu đá khá là mạnh. Có cái trượng phép ở đây này. Trượng phép rồi thì ba cái trượng phép ở đây. Đồ trận này lấy cho chơi gấu đá ngon anh em ạ. Tôi thì tôi cũng thích là nếu mà chúng ta chơi bộ Exit thì chúng ta chơi gấu đá.
Chứ còn chơi gấu assassin thì tôi cũng không khoái lắm. Gấu assassin thì chơi 9 assassin chơi beat ngon hơn. Đấy, nó có những cái cú đánh tay, nó stack, nó tăng stack ở trong bộ beat. Hay là nó clear nhanh trong crit trong cái bộ assassin để nó có thể tung được nhiều trưởng. Ui, này to nhá. Bọn assassin thì nó cũng đánh được thằng này, yên tâm, tí nữa. Đợi chút, đợi chút. Ui đây rồi anh em ơi, con nào lên 2 sao trước thì là coi như là chúng ta sẽ lấy đồ. Đây rồi, anh em ơi. Lên 7 rồi. Tầm này lên 7 rồi anh em ạ. Lên 7 rồi. Cắt chuối ở cái thằng cung của lấy. Bây giờ tôi có 3 assassin rồi, tôi sẽ đánh cho nó. Rồi để tôi chốt đồ nha anh em nhá, chốt đồ cho con gấu đá. Cái thằng Hunter vừa lấy là chúng ta chỉ coi như là bị đẩy ra vừa rồi bởi vì là chưa có cái bộ assassin thôi anh em ạ. Có assassin vòng sau cái thì là biết ngay xem là thằng nào ăn thằng nào. Cứ đợi đấy. Bây giờ tôi kẹp được vào assassin rồi nó sẽ khác biệt. Đây rồi. Tôi sẽ lấy cái đồ cho con gấu đá anh em nhá, nhưng mà tôi đang phân vân là ghép cái gì đấy thì chắc là tôi sẽ đợi một chút nữa. Tôi sẽ đợi đến round 15 bởi vì là tôi thấy là chỉ còn có 2 round nữa thôi là đến round 15 rồi anh em ạ. Nên là chúng ta đợi một chút. Sau round 15 chốt đồ thì nó sẽ khỏe luôn. Chúng ta sẽ chốt được những cái đồ gọi là đẹp nhất, ghép được những cái món đồ mà nó perfect nhất cho cái bộ này. Thì lúc đấy chúng ta sẽ khỏe từ cái round 15 đến về sau. Đấy, chứ còn bây giờ chúng ta chốt vội xong sau này nó sẽ bị thừa thiếu. Bởi vì tầm này thì bây giờ tôi cũng không có gọi là có nhu cầu phải đánh chuỗi thắng. Đấy, và tôi bây giờ tôi đang có một cái đội hình có thể giữ máu được, nên là thôi, cứ từ từ đã, cũng chưa phải vội. Lấy cho một cái tương lai là sẽ được top 1 anh em nhá. Lấy đồ để có một cái tương lai top 1, chứ còn không phải không cần phải lấy đồ để giữ máu cũng như là giữ chuỗi làm gì cả. Đấy, chúng ta không có chuỗi chúng ta cũng không được gì, chúng ta phải vội quá. Có thể chúng ta vẫn thua, như round này thì khả năng vẫn thua này. Nhưng mà thua thì kệ là thôi, thua thì chắc là cũng mất ít máu lắm. Thậm chí là còn không thua khi mà vừa có một cái combo rất đẹp. Hay quá nhở, Cream quẹt mực cái xong rồi Sao Breaker lém được quả phi tiêu. Quá đẹp luôn. Đây rồi anh em ơi, 4 gấu ấy rồi. Thôi, bỏ huy giạt ra rồi. Đấy, cứ từ từ anh em, đây rồi. Exit nó cũng ra rồi này. Exit ra, con Exit Assassin nó ra rồi này. Đấy. Thì tôi lại có thể vứt một con assassin đi. Anh em cứ thông cảm với tôi nhá. Giọng tôi có thể là nó sẽ hơi ngạt ngạt một tí. Anh em thông cảm tôi. Mấy hôm nay là nó cũng thay đổi thời tiết. Ở Hà Nội nó cũng đang chuyển nóng sang là những cái ngày bắt đầu là chớm đông. Hơi lạnh một chút anh em ạ. Nhiều khi là mình vẫn quen là cái thời tiết cũ, thời tiết mùa hè. Đây là mùa này là rất nhiều người bị cảm cúm. Anh em cũng giữ gìn sức khỏe anh em nhé. Tôi là nhà, cả nhà tôi là cũng đều bị cúm hết. Ok. Ui anh em ơi, nó cho tôi cả con gấu bố luôn này. Được quá nhờ, thế thôi bán con gấu mết đi. Chỉ cần 4 gấu thôi. Được đấy. Ra 4 gấu rồi thì khả năng lên được cả 3 sao cơ. Chứ không cần 2 sao đâu. Chưa chắc là 2 sao đâu. Có khi lại gấu đá lên được 3 sao ấy anh em. Tôi cố gắng chuyện này làm quả gấu đá 3 sao cho nó mãn nhãn anh em nhá. Mặc dù là bây giờ tôi có vẻ là tôi khá thọt tiền so với những cái người còn lại. Đấy, những cái người còn lại là anh em thấy là cái thằng top 1 thì nó đang level 7 50 tiền. Nếu mà so sánh về cái mặt gọi là tiền và cái mặt gọi là level thì là tôi đang bị thọt hơn nó. Nhưng mà về cái mặt gọi là sức mạnh đội hình thì tôi nói với anh em là cái đội hình này thì nó yên tâm luôn. Nó ra là như này thì tôi nói rồi, một cái trận đấu như này chắc cả năm mới ra được một trận nó như này thôi anh em ạ. Đây rồi, ôi đồ đẹp quá anh em ơi. Thôi được rồi, bây giờ chốt đồ nhá. Sẽ có những cái món đồ sẽ ghép rất là ưng luôn. Đây, ghép trước cái trượng ma pháp này. Rồi, gậy tá ác trước đã. Ở đây chúng ta sẽ lấy được một cái chén thánh. Không có ma lão hút máu, nhưng mà sẽ để một slot triệu ma pháp. Để tí nữa chúng ta sẽ lấy một cái huyết triệu.
Ok. Sẽ lấy một cái giáp xoay. Ok. Chơi gấu đá. Chúng ta sẽ có những cái đồ thủ và những cái đồ công. Sẽ lấy một cái chén thánh. Ok. Chén thánh. Rồi. Slot còn lại thì tôi sẽ từ từ, tôi chưa lấy vội. Nó sẽ có thể nó là một cái huyết triệu hoặc là một cái ngọc giảm hồi chiêu anh em nhá. Cái đấy nó tùy. Cái đấy nó sẽ tùy trong cái khoảng thời gian sau. Nhưng mà tôi sẽ phải lấy một viên ma lăng đấy. Tôi sẽ lấy một viên ma lăng. Ra thêm một con gấu cụ à? Thì tôi sẽ bán lấy con BH đi thôi. Ở đây chúng ta có con mèo, tôi nghĩ là tôi bán luôn con này đi. Kẹp mèo vào. Kẹp mèo vào để chơi hai gấu tổ. Chơi hai gấu tổ luôn. Đấy. Còn một slot cho Evil Clay. Chắc là tôi nghĩ là up cấp luôn. Tận dụng thêm một con ảo ảnh nữa. Cho ảo ảnh vào. Kích hoạt với bộ mèo Civet là chúng ta sẽ có ba con ảo ảnh. Nó sẽ nhảy ở trong bàn cờ. Cũng được, mặc dù là tiền thọt phết đấy. Nhưng mà không sao. Chơi gấu thì nó cũng không sợ đâu. Tiền thoải mái mà, chơi cái bộ gấu này thì có thiếu gì tiền đâu. Ra đủ con gấu thì anh em không phải lo vấn đề về tiền. Vì cái bộ này là cái bộ mà nó tự ra bài mà, chứ chúng ta không phải mua đâu. Đấy. Đấy, có chuỗi luôn, chả mấy mà tiền nó lên thôi. Đây rồi. Hai mèo cơ. Chết rồi, thế này thì thiếu slot rồi. Chắc là tôi sẽ phải bán một con rồng đi. Hay là đập trứng nhỉ? Đập trứng cho gấu tổ luôn không nhỉ? Hơi phân vân đoạn này. Tôi nghĩ là tôi sẽ bán cái con rồng này đi. Từ từ anh em ạ. Từ từ đã. Không vội. Cứ bình tĩnh. Tiền bây giờ chưa áp được lên 9 đâu. Tí nữa đẩy lên 9. Mấy cái con Ego Seed thì từ từ anh em nhá. Từ từ đã. Cứ nuôi mấy con có cặp này lên được 2 sao đã rồi tính. Có những cái con còn lại thì từ từ đã anh em. Tôi cứ phóng trước 4 Ego Seed đã anh em nhá. Con ảo ảnh nó sẽ phải lên được 3 sao. Ảo ảnh bây giờ chúng ta đã có là 2 con 2 sao rồi. Cứ nuôi nó cho nó cứng cáp anh em ạ. Sao to chất lượng hơn số lượng. Cứ bình tĩnh. 6 Ego Seed chả để làm cái gì. Tôi nói thật. Chơi cái bộ này thực ra ấy là 9 con ấy. Là chúng ta chỉ cần 4 Ego Seed thôi. Kẹp với cả 4 con gấu và thêm một con Warlock nữa. Ở level 9 là mạnh lắm rồi. Đấy. Form ở level 9 thôi. Còn level 10 mà level 9 nếu không kẹp Warlock vào ấy thì tôi có thể kẹp một con ngộ không. Anh em hiểu không? Cho ngộ không vào nó sẽ có là 3 Meta Elite. 3 Meta Elite nó sẽ khỏe hơn là cái bộ 6 Ego Seed. Bởi vì nếu mà chơi 6 Ego Seed mà lại kết hợp với cả 3 Meta Elite nữa ấy thì nó phí lắm. Bởi vì chúng ta trâu để chúng ta sống, chứ không phải là chúng ta trâu rồi chúng ta lại chết. Chết để làm zombie thế còn gọi cái gì nó là cần gì cái bộ trâu nữa. Thế thì chúng ta chết sớm chúng ta làm zombie đi. Đánh như thế là thì tôi nghĩ là full công thì nó mạnh hơn anh em ạ. Cắt chuối được ngon thế nhở. Nếu mà đánh theo kiểu zombie ấy, cứ full công mà táng thôi anh em. Còn nếu mà chúng ta chơi cái kiểu gọi là thủ ấy, chúng ta chơi kiểu thủ thì tôi nghĩ là chúng ta không cần phải 6 Ego Seed đâu. 4 Ego Seed là mạnh lắm rồi. 4 Ego Seed này kẹp với cả 3 Metalite, kẹp với cả 4 gấu và cái gì nhỉ? Warlock. Đó, đội hình nó chỉ có như thế đó. Thì nó mới mạnh. Đấy, Warlock thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn. Nếu mà ra Dark Spirit thì tôi sẽ chơi Dark Spirit. Dark Spirit 2 sao thì ngon. Còn nếu không thì chúng ta có thể kẹp vào cái Velomancer. Velomancer thì có thể là kẹp thêm Kira. Đấy, kẹp thêm Kira hoặc là chúng ta sẽ có thêm một trừ giáp đến từ vị trí con Velomancer thì cũng mạnh. Nó thả cái bãi trừ giáp xuống thì cái con gấu đá nó lăn nó sẽ khỏe hơn. Đó. Nội dung thì nó là như thế anh em nhá.
Và cái con gấu đá sau khi nó lăn thì nó được hồi máu nữa thì nó cũng sẽ rất là mạnh. Rồi. Lên chỉ luôn. Ok. Tí nữa mà cái con gấu assassin lên 2 sao ấy thì tôi sẽ kẹp thêm cái con Selling assassin này vào nữa anh em nhá. Đấy, chúng ta sẽ có thêm cái slot cho Selling này. Ở trong cái giai đoạn ở trong game có thể là sẽ kẹp thêm cái con này vào cũng được. Trong lúc mà chúng ta form đủ cái bộ như vừa nãy tôi nói là ra ngộ không. Ra ngộ không thì nó sẽ full bộ mạnh luôn. Thực ra nếu mà chơi 6 Exorcist ấy, 6 Exorcist so với cả 4 Exorcist mà kẹp thêm con Velom vào để nó có cái bãi trừ giáp ấy thì nó như nhau thôi anh em ạ. Nó trừ tổng nó là thậm chí còn hơn nữa. 6 Exorcist là anh em chỉ được trừ 12 giáp thôi. Nhưng mà nếu mà anh em chơi 4 Exorcist ấy là trừ là 9 giáp đúng không? Trừ 9 giáp mà cộng với cả 7 giáp của cái con skill của con Velomaster ở level 2 nữa là anh em là trừ tận 16 giáp cơ. Nó khỏe hơn rất nhiều. Đó, nên là chưa chắc là đã là cái hiệu ứng của cái trừ giáp nó đã mạnh hơn đâu. Nó chỉ hơn ở cái là nó có cái 3,5 giây bất tử ấy. Nhưng mà với cái bộ mà tôi kẹp vũ không vào thì cái 3,5 giây bất tử đấy nó không cần, không cần thiết lắm. Bởi vì mình trâu mà. Mình trâu thì mình sống thì mình ngon, mình sống mình ngon mình bắn trưởng. Bởi vì mình chơi cái hệ bắn trưởng nhưng mình lại không chơi cái hệ đánh tay. Đấy, nếu mà chơi bắn trưởng mà biến thành zombie thì không bắn được trưởng. Cái vấn đề nó ở chỗ đấy. Còn nếu mà chơi đánh tay mà kiểu full công ấy, chơi kiểu full nam tay ấy, thì nó lại cần cái bộ zombie đấy. Nó cần cái bộ đấy. Ui, hai lần cắt chuỗi cơ à, căng thế nhở. Được đấy. Ui anh em ơi, ra con gấu đá với thêm một quả trứng nữa này. Thử xong rồi. Thế thôi, từ từ nhá. Chắc tôi phải bán con Sailing đi thôi. Hết slot mất rồi anh em ạ. Mặc dù là con Sailing này lên 10 là vẫn cho được vào, là đội hình là nó mạnh đấy. Lên 10 cho vào 3 assassin. Phần vần quá anh em ạ. Nhưng mà bây giờ hết slot mất rồi thì biết làm nào đây. Tôi cần 2 slot để cho con gấu đá với cả mua quả trứng. Thôi được rồi. Đành của thế chứ biết làm nào. Anh em ạ. Bây giờ không áp được lên 10 luôn. Đấy, bài nó ra nhiều quá biết làm nào. Cái tầm này đấy, tiền nó đâu có thiếu đâu. Thiếu bây giờ nó là thiếu cái slot để đựng thôi, để đựng cờ thôi. Nhưng mà bây giờ tiền nó không thiếu, bài nó tự ra mà. Anh em thấy trên bàn cờ của tôi toàn là những cái con nó tự ra. Chỉ có là cái con ảo ảnh nó 1 đô, nó tính ra là có 6 tiền ở trên bàn cờ. Cộng với cả 3 con mèo ghép vào thành con mèo 2 sao là 9 tiền. Đấy, 6 tiền cộng 9 tiền, tổng giá trị mà tôi phải bỏ ra ở trên bàn cờ bây giờ nó mới là 15 tiền thôi. Còn lại là toàn là bài tự ra thôi. Chơi thật sướng không anh em? Quá sướng luôn, bộ này nói chung là nếu mà để mà nói ra thì chơi chả cần phải làm gì cả. Cứ thế mà up cấp thôi. Đấy, sướng lắm. Gấu mà nó đã độ rồi thì phải nói thật với anh em là chả phải làm gì cả. Đấy, anh em thấy không? Lại ra con gấu tổ lên được 2 sao rồi này. Đó. Thế bây giờ cho cái gì vào đây? 6 Exorcist vào luôn. À, 4 Exorcist vào. Nhờ. 4 Exorcist thì sẽ phải up 1 level nữa mới cho được vào. Hay là bỏ mèo đi. Bỏ mèo đi á. Thực ra mèo bây giờ là nó vẫn có thể cộng thêm được 2 con nữa. Thì cũng ngon. Cũng ngon mà anh em. Và tôi muốn giữ cái con mèo này bởi vì là thế này. Rất có thể là cái con gấu đá của tôi nó sẽ lên được thêm một con nữa. Và tôi sẽ kẹp 2 con gấu đá vào anh em ạ. Ồ, thế cơ. Rất có thể là con gấu đá này nó sẽ ra được con nữa này. Đấy, bây giờ tôi khả năng gấu đá lên được 3 sao rất cao nha anh em nhá. Tôi là chỉ còn thiếu 3 gấu đá nữa thôi. Rồi, đéo ra gấu đá ra cái gì đấy. Ra con gấu mết mới cay. Ra gấu đá tôi đập trứng luôn cho gấu đá đó. Đây rồi, có cái huyết trượng rồi anh em ạ. Đây có huyết trượng đây rồi. Nhưng mà từ từ đã, rao sau nó là cái rao quái. Tôi cứ đợi hết rao quái rồi tôi ghép. Đợi hết rao quái rồi ghép nha anh em nhá. Chơi cái bộ này giàu thật đấy. Rao sau là khả năng là sẽ kẹp vào 4 Exorcist luôn. 4 Exorcist rất ok. Trận này có gót đỏ rồng mập, chả sợ. Tôi chỉ hơi ngại một chút là bởi vì là
Nếu mà chơi gặp cái bọn góc đỏ thì cái con gấu này nó sẽ không tung skill và nó giết được người, và nó sẽ reset cái trưởng của nó sẽ chậm hơn. Và sợ nhất là cái việc là con gấu nó sẽ bị khạc trúng ấy, thì nó sẽ chết rất nhanh. Con gấu đá mà nó khạc trúng thì nó sẽ không có cái gì mà nó có thể đỡ được. Còn cái con gấu xin thì nó khác. Con gấu xin thì nó có thể nhảy, trong lúc nó nhảy thì nó sẽ tránh được cái việc là gây đam, nó sẽ né được cái việc là gây đam. Đấy. Còn con gấu đá thì nó khác, nó sẽ không có được cái bất tử giống như là cái con gấu cụ và cũng như là cái con gấu assassin. Ở trong cái bộ gấu này thì nó có 5 con gấu, thì có 3 con gấu là nó có những cái chiêu chạy trốn. Con gấu mết thì nó lướt thì nó cũng sẽ bất tử trong cái lúc mà nó lướt. Đấy, con gấu cụ thì lúc nó chìm xuống thì nó cũng sẽ bất tử được 10 giây. Hay là như cái con gấu assassin, khi mà nó chém, nó nhảy lên nó chém thì nó cũng sẽ bất tử trong cái giai đoạn đấy. Nhưng mà với con gấu đá thì khác. Con gấu đá thì nó sẽ không có những cái skill giống bọn kia, và nó sẽ, nếu mà nó bị focus thì nó sẽ rất dễ chết. Ok, gặp thằng này có ăn được không? Gặp thằng này khả năng vẫn thua này. Ăn được không? Gặp mấy thằng gót đỏ này là khá sợ đấy. Gặp mấy thằng gót đỏ này là khá sợ. Thằng này Saman nữa cơ. Ăn được. Chưa đủ. Chưa đủ 6 đỏ tôi vẫn sẽ ăn được. Thằng này nó chơi là Saman anh em ạ. Nó không chơi gót đỏ, nó chơi Saman. Thì được, Saman thì vẫn ăn được đó. Máu bé thì vẫn ăn được đó. Bây giờ chúng ta cứ up dần đến 10 thôi anh em ạ. Không phải vội đâu, cứ cầm 50 tiền đã. Tí nữa tôi, mục tiêu của tôi là sẽ cho con bọ hung và con Evil Clan cũng sẽ lên 3 sao luôn anh em nhá. Cho tiền nhiều mà, tiền nhiều để làm gì đâu, tiền nhiều để up cấp, để full sao, nhuộm vàng luôn cái bàn cờ này luôn. Tất cả 3 sao luôn anh em nhá. Chơi cả gấu luôn, chơi cả ngộ không. Tí nữa lên là sẽ có ngộ không nữa. Ngộ không thì chắc là chơi 2 sao thôi. Còn những cái con 3 tiền với 4 tiền thì có cơ hội thì cho lên luôn. Cho nó khỏe. Đội hình này mà full 4 sao thì chắc khỏe. À 3 sao thì chắc khỏe lắm nhỉ. 4 đô 3 sao. Có lần chơi Glacier 6 Glacier à? À không, đây là bộ beat. Ăn nổi không? Ui khó rồi. Beat Sailing à? Không phải. Dồn đồ cho cáo. Ui lại ra gấu tổ này. Gấu tổ ra có vẻ hơi nhiều ấy nhở. Con gấu tổ này thì thực ra nếu mà chơi trong bộ Exit thì nó không mạnh lắm. Gấu tổ chơi trong bộ Exit thì khá yếu. Con này thì nó chơi là trong bộ Saman hoặc là bộ Mết thôi. Bộ Mết, bộ Saman thì nó khỏe. Bộ Warlock, 6 Warlock thì khá khỏe. Gấu tổ chơi với cả cái bộ Exit này thì nói chung là đánh giá không cao, bởi vì gây đam ít lắm, gây đam ít. Bộ này thì cứ chỉ có hai con thôi, một là con gấu assassin, hai là cái con gấu đá thôi anh em ạ. Nhưng mà gấu assassin thì nó cũng không lên được 2 sao. Tôi thấy là bây giờ nó vẫn đang 1 sao. Đấy, và tôi đương nhiên là tôi sẽ không lấy cái quả trứng này tôi đập cho con gấu assassin đâu. Trứng này anh em cũng thấy rồi, bây giờ tôi chỉ còn có thiếu có 3 con gấu đá thôi. Nên là chúng ta cũng phải kiên nhẫn, chúng ta chờ đợi thôi anh em ạ. Đấy, tầm này anh em thấy là tôi đánh nó sẽ hơi chậm một chút. À, chơi cái gì đấy? Glacier kẹp với ngũ không à? Đi rồi, không có cửa bạn ơi. Tưởng đi vẫn còn 4 máu à? Ui dồi ôi, anh em ơi, ra trứng này, cay thế nhở? Tại sao nó lại là trứng? Tại sao nó lại là trứng mà nó lại không phải là con gấu đá nhở? Thôi thế thì chỉ còn 2 con gấu đá thôi. 2 con gấu đá nữa là được. Ra đi, ra đi. 2 gấu đá là lên được 3 sao. Chúng ta đập trứng thôi. Chúng ta up trứng lên 2 sao. Đập cho gấu đá. Ok. Ôi. Cơ hội thì nó cũng được đấy. Nhìn trông nó cũng có vẻ cửa sáng đấy, để chơi gấu đá 3 sao đấy. Nhưng mà ra đi. Không là đối thủ chết hết rồi.
tôi thấy là đối thủ sắp chết đến nơi rồi này mà vẫn coi như là gấu đá vẫn chưa thấy ra, rồi assassin vẫn một sao. Trong khi đấy tôi thấy là gấu tổ là nó lại là cái con lên 3 sao đầu tiên đấy, nhìn trông giống lắm anh em ạ. Ui thằng này chơi cái gì đấy, 6 assassin à? À 9 xin phách. Ồ, 9 xin phách của chúng tôi. Yếu vãi đái luôn. Cái bộ này nó chỉ mạnh khi mà full 3 sao thôi anh em ạ. Ui đều rồi. Đồ assassin lên được 2 sao. Được đấy. Rồi luôn rồi. Chơi 9 assassin phách ý là nó phải full 3 sao sớm. Luôn level thấp mà. Còn nếu mà 2 sao thì làm sao mà so với cả cái bọn hàng Ryu được. Hàng Ryu nó kẹp thêm các cái CDG khác vào nó mạnh hơn nhiều. Kẹp thêm cả beat, kẹp thêm cả Aegis vào nữa. Từ từ đã nha. Thôi, thế thì cái con rồng này tạm thời từ từ đã. Tôi sẽ nuôi cái con Evil Clyde. Tôi sẽ nuôi con Evil Clyde anh em ạ. Evil Clyde lên 3 sao. Như tôi đã nói đầu game. Còn 6 Aegis thì... Thực ra nếu mà chưa ra gỗ không thì có thể chơi 6 Aegis được. Đấy tôi định tính là như thế. Nếu mà chưa ra ngộ không thì chúng ta vẫn kẹp 6 Aegis 4 gấu bình thường. Đấy nhưng mà nếu mà ra ngộ không thì chúng ta sẽ không kẹp được như thế nữa. Thôi thì cứ tính trước là chúng ta sẽ coi như là mặc định là sẽ ra một con ngộ không ở cái giai đoạn chút nữa. Round ví dụ round 31 chẳng hạn, tự nhiên nó ra con ngộ không, thế là kẹp vào là 3 meter lead thì nó mạnh luôn anh em ạ. Lúc đấy thì mạnh lắm, con gấu nó sẽ rất trâu. Không những cái con gấu đủ con ngộ không và con gấu cụ trâu ra thì những cái con còn lại nó đều trâu như thế. Evil Clyde rất trâu. 3 meter lead nó sẽ có tác động tất cả luôn. Giảm 30% sát thương. Rất khỏe đấy, cái bộ này khỏe lắm. Bộ trâu nhất trong game luôn. Giảm 30% sát thương và nếu mà tiêu diệt đối thủ thì sẽ không có bị trừ máu nữa. Ui, round này không biết lấy đồ gì. Những cái món đồ này nếu mà tôi lấy thì tôi cũng chưa biết cho con nào. Chúng ta chót dồn đồ cho con gấu đá rồi, từ từ đã anh em nhá. Rồi, để xem nào. Có lên khô máu ở round này không nhỉ? Tôi nghĩ sẽ roll thêm mấy cái nữa, đang thiếu slot. Ok, roll đi. Chúng ta đã roll thêm nha anh em nhá. Con nào đấy lên 2 sao đi chỗ nào. Ui đều rồi. Rồi rồi, từ từ đã, thế thôi. Cứ bình tĩnh. Đánh từ tốn thôi anh em, không có gì phải vội cả. Đây rồi, bây giờ còn thiếu là mỗi con là 3 con thôi. Evil Clyde hay là con bọ hung. Ảo ảnh phẫn nộ thì bây giờ còn thiếu 2 con, giống con gấu đá. Gấu đá chỉ còn thiếu 2 con thôi. Gấu đá giờ là tít đẻ rồi bạn ơi. Gấu đá phải ra hộ tao cái. Thật đấy, từ nãy giờ anh em thấy không? Cú đá nó không ra luôn ấy. Gặp gót đỏ kết hợp với ca lông á. Không có vẻ không si nhê nhỉ. Anh em thấy bộ này của tôi đấm ngang cơ gót đỏ luôn. Gót đỏ ca lông 1 thì chưa ăn thua. Ca lông này phải 2 sao thì mới có cửa ăn được. Ok, ok bạn ơi. Rồi. Sắp đi rồi. Ui lại ra gấu đủ ạ. Ảo ảnh đấy. Rồi, cho phải roll mạnh thôi nha. Ui rồi lại ra trứng này. Ai đời gấu ấy đẻ trứng không nhỉ? Rồi, trận này toàn ra trứng gấu. Ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Một con nữa, một con nữa, một con nữa, một con nữa. Một con nữa, một con nữa thôi. Nhanh lên, một con nữa thôi. Ui, gỗ không. Chết rồi, không ổn rồi. Hết slot rồi anh em ơi. Ui, tôi chết tôi rồi. Hay lại đập trứng cho con Evil à? Không. Không được, không được, không được, không được, không được. Từ từ. Con nào không cần thì phải bán đi thôi. Từ từ nhá. Chết rồi anh em ơi, sai lầm quá. Quả sai lầm quá anh em ạ. Roll khô máu hết tiền nhưng mà không con nào lên được 2 sao. Con nào nó có một con. Con nào cũng còn thiếu một con anh em ạ. Cay thế chứ này. Rồi thôi bắt buộc phải như thế đó. Tôi bán cái con gấu bố đi thôi. Ui bọn nó đi hết rồi anh em ạ. Rồi roll tiếp nào.
May quá con này lên được. Thế là cũng đỡ được cái hàng chờ. Rồi từ từ đã anh em, chúng ta lại tích tiền không? Vừa rồi cuống quá, tôi đã phải đập quả trứng lên 2 sao anh em ạ. Hơi lãng phí. Rồi thôi không sao, tôi sẽ lấy cái đồ bỏ cái gì đi nào. Bỏ cái cấm đánh ngon hơn. Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái cấm đánh ra. Này con gấu sẽ rất trâu. Nó vừa có chén thánh, nó lại vừa có cái BKB giảm sát thương. Đấy, tí nữa 30 telit vào nữa thì nó sẽ là giảm tới 90% cái sát thương nhận vào. Ủa, giảm 90% sát thương nhận vào, tức là giảm đi là coi như là nó rơi vào tầm đâu đấy là nếu mà 100 đam mà đánh vào người con này là chỉ mất có 10 máu thôi. Khỏe thật. Ơi kìa, nhưng mà sao chết nhanh nhỉ? Gặp beat thì chết vẫn nhanh nhá. Vẫn không ăn được beat à? Ảo nhờ. Không, bộ beat này đâu có sợ đâu. Exit làm gì sợ bọn beat đâu. Chắc là có gì đấy nó hơi sai thôi. Tôi cho con ngộ không này vào thì tôi nghĩ là cũng không sợ beat đâu. Beat thì nó gây đam vật lý mà. Đấy. Đam vật lý thì ngộ không vào giảm 30% sát thương thì tôi nghĩ là không sợ đâu. Mà từ từ đã. Bây giờ tôi cho vào sợ bọn nó chết hết đấy anh em ạ. Cái lý do mà tôi muốn là bọn nó sống để tôi lên được cái con gấu đá 3 sao cho nó mãn nhãn ấy. Chứ bây giờ tôi cho ngộ không vào là bọn nó chết hết ngay. Chỉ cần là Exit nó không chết thôi ấy, là nó có gây đam được ấy, là cái bọn beat nó chết anh em ạ. Đấy. Đấy là cái lý do tại làm sao mà tôi vẫn để cho cái con ngộ không ở ngoài cho bọn này nó sống lên một chút nữa đó. Tôi là muốn là bọn này nó sống lâu lâu một chút để tôi có thể tôi ra con gấu đá 3 sao thế thôi. Nó chứ không phải là tôi ngại gì cái bọn này đâu. Bọn này nó làm gì có cửa ăn được tôi anh em. Yếu mà. Đấy, bây giờ mà tôi cho ngộ không vào là bọn này chết ngay. Chết luôn ấy. Bây giờ tôi chưa cho con ngộ không vào mà nó đã không có cửa ăn được tôi rồi này anh em thấy không? Kể cả là chúa quỷ 1 sao vẫn chưa ăn thua. Đấy anh em thấy không? Làm gì đánh nó có gây được mấy đam đâu. Nó bị giảm sát thương đi rồi mà. Đấy, chết luôn này, thằng kia cũng thua luôn cả. Có ăn được đâu. Đấy, bây giờ tôi đang có con ngộ không. Nếu mà đập trứng là 2 sao luôn rồi đấy. Nhưng mà thôi cứ từ từ để cho nó sống lâu tí anh em. Tham vọng ở trận đấu này của tôi là phải đưa cái con gấu đá lên 3 sao rồi nó mới mãn nhãn. Cứ bình tĩnh, từ từ rồi. Không có gì phải vội cả. À, còn rất nhiều đồ cho gấu assassin nhá. Cũng được nhá, gấu assassin là gọi là semi dam. Rồi. Thế thôi chơi 4 exit thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là 4 exit thôi. Lấy mà roll khéo khéo tí này con Evil Clay nó lên được 3 sao rồi đấy. Nhưng mà rất là đen, nhưng mà vừa lấy nó ra được có thiếu đúng một con thì nó không ra lốt cái con cuối cùng. Đấy, con gấu này cũng hơi đen này, con gấu đá nó đen quá anh em ạ. Mãi không thấy ra thêm con nào nữa, tôi chỉ cần một con nữa thôi mà. Một con nữa đập trứng rồi là xong rồi. Nhưng mà không thấy ra, thế mới cày. Còn ra cái gì? Ui dồi, lại ra gấu assassin này. Ô, round này chắc là tôi cho ngộ không vào rồi anh em ạ. Tầm này bọn nó mạnh rồi ấy. Thằng này nó mạnh rồi nên là không có tôn ngộ không thì nó sẽ đẩy tôi kinh lắm. Cho tôn ngộ không vào thì tôi nghĩ là cũng chỉ lọt một vài con thôi. Mỗi round lọt khoảng 2 con thôi là được rồi. Tôi nghĩ là mỗi round tôi sẽ thắng nó 2 con thôi. Ok. Rồi. Hay quá. Ui nhưng mà có đẩy nhiều không nhỉ? Tôi cảm giác như đẩy nhiều luôn. Đấy tôi bảo tôi ngay mà. Tôi đã bảo với anh em rồi là nếu mà cho ngộ không vào là nó chết nhanh lắm. Tôi cứ ngỡ là nó khỏe, nó không khỏe đâu. Ui dồi, ui dồi, đẩy 20 máu ạ. 16 máu. Ui. Con gấu assassin nó còn lên trước cả con ấy này. Sợ thật sự ấy. Gấu đá còn lên. Ui lại trứng này. Chết mẹ. Nhiều trứng quá. Ui rồi lại trứng này. Gấu đẻ trứng à. Trời ạ. Trận này đúng kiểu gấu đẻ trứng anh em ạ. Bãi đái thật sự.
Ủa, không lên 2 sao rồi, chắc thằng này đi luôn ra ngoài mất. Điên mất. Gấu assassin mà nếu chính ra là, nếu mà gấu assassin là lên được 3 sao rồi đấy. Gấu assassin bây giờ đập trứng lên được 3 sao rồi đấy anh em. Ảo thật đấy. Ơ, ơ đừng bảo thằng này nó đi luôn nhá. Chưa. Ba con này không ăn được, ba con này không ăn được. Ok, ok, vẫn sống hay quá bạn ơi, cố lên nhá. Tôi chưa muốn mạng chết đâu. Chả nhẽ đập trứng cho gấu assassin, nhưng mà gấu assassin không đồ anh em ạ. Gấu assassin 3 sao không đồ, tôi không vẫn muốn là giữ trứng này cho con gấu đá. Gấu đá ra một con nữa thôi mà, chỉ một con nữa thôi. Ra đi bạn ơi. Ơ bây giờ tôi đang làm gì nhở? Ui đây rồi, đây rồi, đây rồi. Từ từ đã. Mẹ nó cứ lẻ lẻ này thôi. Ra ngoài có lên lóc lại không nhở? Evil Clay cũng sắp lên được 3 sao rồi này. Ui thằng này có đi không? Ra ngoài trông giống nó đi lắm anh em ơi. Không. Chưa, vẫn sống. Hay quá bạn ơi, cố lên nhá. Cố đến ra 41 đi bạn ơi. Cố sống ra 41 nhá. Tôi là tôi cố tình để thua đấy anh em ạ. Chứ mà tôi nếu mà tôi để cái con ảo ảnh nó bắt thì con cò của nó thì nó đi lâu rồi. Tôi chỉ cần lấy ảo ảnh tôi kẹp vào, tôi kéo cái con Lancer ra là nó thua ngay mà. Stun con Lancer là nó chết ngay mà. Chả qua là tôi để là tôi đang để là tôi không muốn nó chết thôi. Để cố gắng để lên được nhưng mà nó đéo lên. Chán thật đấy. Bây giờ lại lẻ một slot. Lại phải bán đi. Bán đi mua lại bao lần rồi đấy. Khổ thật. Mãi chưa lên được con Evil với con Bọ Hung lên được 3 sao. Cố sống ra 41 nha anh em nhá. Ui bạn ơi. Trông bạn có vẻ đi luôn ra này nhở. Thôi chết rồi. Dễ lắm. Ui rồi ôi anh em ơi, chán thế, đi luôn đâu này rồi này. Làm thế nào mà đỡ được. Ui giời ơi. Cái con ảo ảnh của tôi mà nó vẫn còn sống thì chắc chắn nó đi anh em ạ. Nhìn là biết rồi. Chán thật. Đấy con gấu biết thế đập bô trừng như con gấu assassin. Hơi tiếc anh em nhở, hơi đáng tiếc ở trong cái trận đấu này. Lẽ ra là tôi cũng nghĩ là cái con gấu đá nó sẽ là nhân vật chính, nhưng cuối cùng late game thì nó lại cuối cùng nó lại là con gấu assassin. Nó mới lên được 3 sao. Lấy đồ hơi sai. Giá như mà nó sẽ là chém lan, nó cướp điên nhỉ anh em nhỉ. Kẹp assassin vào các kiểu các thứ thì có khi nó lại mạnh hơn. Rồi ok anh em nhá. Dù sao cái trận đầu cả năm mới chơi được một trận nó như này thôi. Thế nên là anh em đừng bao giờ anh em yêu cầu tôi chơi gấu nữa nhá anh em nhá. Hứa với anh em là anh em có yêu cầu thì tôi cũng không chơi đâu. Rồi anh em thấy hay để tôi một like nhá. Em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Nếu anh em cảm thấy là trong cái trận đấu này anh em chưa đủ thỏa mãn anh em cần có một cái con gấu đá 3 sao thì anh em hãy chọn clip bên trái anh em nhá. Hay lắm tin tôi đi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, một trong những line up mà tôi học được từ đối thủ và rất hay, rất dễ để có thể là leo rank. Khỏe lắm anh em. Anh em có thể xem nếu anh em chưa xem nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.